I know. Quên mẹ nó rồi. Quên mẹ nó rồi. Kane love cowbell. Thì theo mình hiểu là cái chuông để gọi tình yêu. Thì phía sau lưng mình là hello mọi người, thì hiện tại mình đang ở một trong những cái khu công viên ở bên khu vực Suwa các bạn, ở tỉnh Nagano. Thì đây là khung cảnh xung quanh. Thì mục đích của mình làm cái video clip này thì chủ yếu là mình chỉ muốn ghi lại những cái khoảnh khắc mà mình đã đi chơi để lưu làm kỷ niệm thôi. Mọi người thông cảm nha, tại vì bệnh dịch corona đang hoành hành đó các bạn, cho nên là ở Nhật Bản thì đi ra ngoài là phải mang khẩu trang. Thì hiện tại là mình đang ở cái công viên có tên là Oshiba. Thì cái công viên này có một cái hồ nước rất là đẹp luôn, mọi người có thể nhìn thấy ở phía sau lưng mình. Thì đây là một cái hồ nhỏ trong một cái con sông lớn và nó đổ về đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái hồ này cũng có một cái màu xanh rất là tự nhiên và rất là đẹp luôn, có rất là nhiều cá cũng như là chim trời cá biển ở đây. Ngoài tình yêu ra thì mình có thể cầu tiền tài hoặc là sức khỏe hoặc là cho gia đình cũng được. Thì bây giờ mình sẽ dịch ba cái tiếng chuông này để cầu tiền bạc cho các bạn. Cái này gọi là money no bell. Khi mà về già có căn nhà nhỏ nhỏ ở đây, sáng sáng đi ra bắt cá ăn nuôi vịt sống, như vậy thì cuộc sống còn gì bằng nữa đúng không các bạn? Khi mà mơ mộng xong thì bây giờ mình đang trên đường trở về Matsumoto, trở về Naminagagi chỗ mình ở rồi các bạn. Thì đây là cái phong cảnh xung quanh cái nơi mình ở. Thì các bạn cũng biết rồi, Nagano là thiên đường của những ngọn núi mà, cho nên là cái khung cảnh ở ngoài á, nó giống như là ở vùng quê nhưng mà rất là yên tĩnh, rất là thơ mộng luôn. Nếu mà khi mà mình lớn tuổi thì có thể là mình thích sống ở đây.
giờ á, thì bọn mình cũng đã đang rất là mệt rồi, các bạn đã rất là buồn ngủ luôn. Nhưng mà ở bên Nhật này á, cái văn hóa của họ theo mình được biết thôi nha, không biết có chính xác 100% không, nhưng mà ở nơi mình ở á, thì khi mà các bạn đi xe cùng với người Nhật á, thì các bạn không có được ngủ á, kiểu giống như mình ngủ thì mình hơi bị bất lịch sự á, tại vì họ phải lái xe mà mình ngủ thì họ không có ai nói chuyện, họ sẽ dễ bị buồn ngủ các bạn. Mà nếu như vậy thì rất là nguy hiểm luôn, cho nên là mình phải thức cùng với họ. Ở trên đường đi về mình ghé cái tiệm Igoha nè các bạn. Các bạn có còn nhớ cái tiệm này không? Cái tiệm này bán dango. Lần trước mình có đến thì cửa tiệm không có mở cửa các bạn. Bây giờ hôm nay là họ mở cửa. Thì ở đây bán rất là nhiều loại dango. Mình sẽ quay đại khái cho các bạn xem là ở một cái cửa tiệm chuyên về bán dango thì nó có khác gì so với ở trong siêu thị không. Ở đây là một cái loại bánh cơm. Ở trong nó có cơm, ở ngoài là đậu hũ của Nhật. Còn đây là dango, các bạn có nhiều cái vị khác nhau lắm, sô-cô-la, trà xanh, rồi nước tương, có rất là nhiều loại này các bạn. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn, nó khác so với ở ngoài siêu thị rất là nhiều. Thì bây giờ mình đã mua xong dango các bạn, bây giờ sẽ lấy cho các bạn xem là mình đã mua được những loại nào. Đây, đây là cái hộp mình mua rồi các bạn, cái đây có loại gì nước tương với lại dâu với lại sô-cô-la, thì tại vì đang là mùa dâu á các bạn. Bên đây cũng vậy, mình cũng mua thêm hai cây dâu, đang là mùa dâu cho nên là dango thì họ cũng làm theo theo mùa như vậy á mọi người. Và dĩ nhiên là không thể nào thiếu được cái ake dango rồi. Cái này ăn rất là ngon, là một cái giống như là một cái đặc điểm đặc biệt ở cái tiệm ấy vậy đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ăn cái cây dâu đầu tiên này mọi người. Đây. Cây dâu thì mời mọi người ăn với mình nha. Cái này giống như hồ lô ở bên Trung Quốc vậy đó. Đây, mọi người với mình. Có vị chua chua, dịu dãng, ngọt ngọt. Rất là ngon luôn. Ở Nhật Bản á mọi người, mà đi xe chung với lại cái người ta chở mình á, thì á, nếu mà các bạn có buồn ngủ quá cũng không có được ngủ đâu. Tại vì cái điều đó là không có tôn trọng với người lái xe các bạn. Tại vì mình ngủ thì họ sẽ dễ bị buồn ngủ, thì sẽ dễ gây ra tai nạn. Cho nên là thường á là mình đi xe chung với người công ty á, là khi đi chơi về hầu như ai cũng mệt hết, mà đa số là mọi người muốn ngủ nhá, nhưng mà nói chuyện với nhau trên xe để cho cái người lái xe người ta đỡ cái cảm giác buồn ngủ của mọi người. Đây là cái quán mà mình sẽ ghé ăn cơm. Thì cái tên của cái quán này là Bukkari Donkey. Thì bán cơm rất là ngon ở Nhật luôn á các bạn. Cái menu của quán này á các bạn, siêu to siêu khổng lồ luôn. Đây nè mọi người, và cơm thì rất là ngon. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm cái clip về siêu thị này cho các bạn xem. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.